Minh được Tử Vi rất là vui khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh được Tử Vi ngày hôm nay. Và lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, Minh được Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị hạnh phúc, bình an, vạn sự an khang, tấn tài, tấn lộc, giàu có và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ thăng đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận kênh Minh Đường Tử Vi. Vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, thầy tử vi báo trước cực chính xác, tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972, biết trước ý trời, gặp thời đổi vận, giàu có nhất dùng thiên hạ, đúng trong tháng 9, tháng 10, tháng 11 và tháng 12 âm lịch 2024. Xin chào quý vị khán giả thân mến, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Minh Đường Tử Vi, nơi mang đến cho quý vị những thông tin bổ ích và chi tiết về vận mệnh, phong thủy và những triết lý sống sâu sắc. Trước hết, xin gửi đến quý vị những lời chúc tốt đẹp nhất, mong rằng dù bạn đang ở bất kỳ giai đoạn nào trong cuộc đời, bạn luôn giữ cho mình sự kiên định, vững tin và tìm thấy niềm vui trong từng bước đi của cuộc sống. Quý vị thân mến, hôm nay chúng tôi sẽ cùng quý vị khám phá vận trình của những người tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972 trong 4 tháng cuối năm 2024. Đây là một giai đoạn vô cùng đặc biệt, đầy tiềm năng và cũng không thiếu những thử thách cần vượt qua. Cuộc đời đôi khi là một chuỗi những tháng không ngừng, nhưng chính từ những thử thách đó, chúng ta mới có thể vươn lên mạnh mẽ và trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Người tuổi Nhâm Tý từ lâu đã nổi tiếng với sự thông minh, linh hoạt và khả năng thích nghi nhanh chóng trong mọi tình huống. Bản mệnh luôn sẵn sàng đối mặt với những khó khăn và bằng sự quyết tâm, tuổi Nhâm Tý thường tìm ra được những cơ hội quý giá ngay trong nghịch cảnh. Năm 2024, đặc biệt là giai đoạn cuối năm, sẽ là lúc mà bản mệnh có thể phát huy tối đa những tố chất này, đạt được những bước tiến quan trọng trong cả sự nghiệp lẫn tài chính. Cuộc sống giống như một dòng sông, không ngừng chảy và luôn biến đổi, có những khúc sông yên ả, nhưng cũng có những đoạn đầy sóng gió. Điều quan trọng là chúng ta phải học cách thích nghi và tận dụng từng cơ hội, vì những điều tốt đẹp không phải lúc nào cũng đến ngay lập tức, nhưng nếu biết kiên nhẫn và chờ đợi, những thành quả ngọt ngào sẽ đến vào thời điểm phù hợp nhất. Trong 4 tháng cuối năm này, người tuổi Nhâm Tý sẽ đón nhận nhiều cơ hội lớn, đặc biệt trong sự nghiệp và tài lộc, nhưng như một con thuyền trên sông lớn. Khi gió thuận cũng là lúc sóng nổi lên, bản mệnh sẽ cần phải khéo léo lèo lái con thuyền của mình vượt qua những thử thách, từ việc quản lý tài chính, cẩn trọng trong các mối quan hệ đến duy trì sự ổn định trong gia đạo. Đây sẽ là lúc mà tinh thần quyết tâm và sự linh hoạt trong hành động của tuổi Nhâm Tý được đặt lên hàng đầu. Vậy làm sao để bạn có thể tận dụng triệt để những cơ hội trước mắt? Làm thế nào để hóa giải những vận hạn tiềm ẩn và đạt được thành công trong 4 tháng cuối năm? Hãy cùng chúng tôi đi sâu vào từng chi tiết trong vận trình của bạn từ tháng 9 đến tháng 12 âm lịch, để bạn có cái nhìn rõ ràng và chuẩn bị tốt nhất cho mọi biến động trong cuộc sống. Những thông tin sắp tới sẽ giúp quý vị hiểu rõ hơn về những cơ hội trong sự nghiệp, cách quản lý tài chính một cách hiệu quả, cũng như những phương pháp bảo vệ sức khỏe và gia đình. Hãy lắng nghe thật kỹ để nắm bắt được cách ứng xử với các biến động trong thời gian này và đạt được thành công trong năm 2024. Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Hé lộ chấn động, tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972, ơn trên nhắc mệnh, đạp trúng hũ vàng, tiền ào ào chạy vào nhà, giàu có vô địch thiên hạ. Bước vào giai đoạn cuối năm 2024, tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972 sẽ cảm nhận được những biến chuyển mạnh mẽ trong cuộc sống. Đây là khoảng thời gian không chỉ mang đến nhiều cơ hội về tài lộc và sự nghiệp, mà còn chứa đựng những thử thách nhất định. Chính vì thế, việc hiểu rõ vận trình của mình trong từng tháng sẽ giúp bản mệnh có cái nhìn bao quát và chuẩn bị tốt nhất cho những gì sắp tới. Những tháng cuối năm luôn là thời điểm quan trọng, khi mọi nỗ lực và cố gắng của cả năm bắt đầu gặt hái kết quả. Đối với tuổi Nhâm Tý,
Đây là giai đoạn cần tập trung cao độ để tận dụng vận may và hóa giải những trở ngại trên đường đi. Hãy cùng xem xét kỹ lưỡng từng tháng, từ tháng 9 đến tháng 12 âm lịch, để bạn có thể chủ động hơn trong mọi tình huống. Tháng 9 âm lịch cơ hội lớn trong công việc, nhưng cần cẩn trọng trong quản lý tài chính. Tháng 9 âm lịch sẽ mở đầu cho giai đoạn 4 tháng cuối năm bằng những cơ hội lớn về công việc. Đây là thời điểm mà tuổi Nhâm Tý có thể đón nhận những sự thay đổi tích cực, đặc biệt trong lĩnh vực công việc và sự nghiệp. Những kế hoạch đã ấp ủ từ đầu năm có thể được triển khai một cách mạnh mẽ, và bạn sẽ nhận thấy sự hỗ trợ từ các đồng nghiệp, đối tác và thậm chí là từ cấp trên. Trong tháng này, những ai đang làm việc trong lĩnh vực kinh doanh sẽ có cơ hội mở rộng thị trường hoặc tìm kiếm thêm những hợp đồng mới. Những người làm công việc văn phòng cũng có thể đạt được những bước tiến quan trọng, có thể là sự thăng tiến hoặc được giao phó những nhiệm vụ quan trọng. Tuy nhiên, mặc dù công việc thuận lợi, bạn cần đặc biệt chú ý đến việc quản lý tài chính. Tháng 9 cũng có thể là giai đoạn xuất hiện những rủi ro tài chính nếu bạn không kiểm soát kỹ lưỡng chi tiêu và đầu tư. Những khoản chi tiêu không hợp lý hoặc quyết định tài chính thiếu thận trọng có thể gây ảnh hưởng đến kế hoạch tài chính dài hạn của bạn. Do đó, hãy luôn giữ cho mình sự cẩn trọng và sáng suốt trong mọi quyết định liên quan đến tiền bạc. Lời khuyên cho tháng 9, tập trung vào phát triển sự nghiệp, nhưng đồng thời hãy đặt ra những giới hạn rõ ràng trong quản lý tài chính. Cẩn thận với các quyết định đầu tư lớn và tránh các dự án có tính rủi ro cao. Tháng 10 âm lịch, tài lộc dồi dào, công việc tiến triển, nhưng cẩn thận trong khi đầu tư. Bước sang tháng 10 âm lịch, tài lộc của tuổi Nhâm Tý sẽ có dấu hiệu tăng trưởng rõ rệt. Đây là thời điểm mà bạn bắt đầu gặt hái được những thành quả từ các nỗ lực trong thời gian qua. Tài lộc không chỉ đến từ công việc chính mà còn từ các khoản đầu tư, kinh doanh bên ngoài, nếu bạn đã có những khoản đầu tư từ trước. Tháng này chính là thời điểm bạn nhận được lợi nhuận, công việc cũng tiếp tục tiến triển thuận lợi, đặc biệt là trong các lĩnh vực liên quan đến tài chính, kinh doanh, hoặc những dự án đã được triển khai từ tháng 9, mối quan hệ với đồng nghiệp và đối tác cũng trở nên suôn sẻ hơn, tạo điều kiện cho bạn đạt được những thỏa thuận và hợp đồng có giá trị. Tuy nhiên, mặc dù tài lộc đang khởi sắc, đây cũng là tháng mà bạn cần hết sức cẩn thận khi thực hiện các quyết định đầu tư lớn. Thời điểm này có thể xuất hiện những dự án hấp dẫn, nhưng không phải dự án nào cũng đảm bảo an toàn. Nếu không kiểm tra kỹ lưỡng và đánh giá đúng mức rủi ro, bạn có thể rơi vào tình trạng mất mát tài chính. Lời khuyên cho tháng 10, tận dụng tốt các cơ hội để tăng cường tài lộc, nhưng luôn giữ thái độ cẩn trọng trong đầu tư. Chỉ nên tham gia vào những dự án mà bạn đã nắm rõ và tránh xa những cơ hội đầu tư mạo hiểm. Tháng 11 âm lịch, gia đình hòa thuận, mối quan hệ cá nhân được cải thiện. Tháng 11 âm lịch mang đến sự ổn định và bình yên cho gia đạo của tuổi Nhâm Tý. Đây là thời điểm mà bạn sẽ cảm nhận được sự gắn kết và hòa thuận trong gia đình. Các mối quan hệ cá nhân cũng được cải thiện đáng kể. Nếu trong các tháng trước, bạn phải dành nhiều thời gian cho công việc và ít quan tâm đến gia đình, thì tháng này là lúc để bạn quay về chăm sóc và tạo dựng tình cảm gắn bó với những người thân yêu. Những ai đang có gia đình sẽ cảm nhận được sự ấm áp từ người thân, và những xung đột nhỏ trong gia đình có thể dễ dàng được hóa giải. Đây cũng là thời điểm thích hợp để bạn dành thời gian bên gia đình, tổ chức những buổi họp mặt, sum họp và củng cố tình cảm. Đối với những người tuổi Nhâm Tý chưa kết hôn, tháng 11 cũng là cơ hội tốt để bạn phát triển các mối quan hệ cá nhân. Nếu bạn đang tìm kiếm một mối quan hệ tình cảm nghiêm túc, tháng này có thể mang đến những cơ hội tốt để bạn gặp gỡ và xây dựng mối quan hệ mới. Lời khuyên cho tháng 11, hãy dành thời gian để chăm sóc gia đình và các mối quan hệ cá nhân. Đây là lúc để bạn củng cố nền tảng tình cảm, tạo dựng sự ổn định trong gia đạo và tìm kiếm niềm vui từ những khoảnh khắc bên gia đình. Tháng 12 âm lịch, kết thúc năm với nhiều thành tựu, nhưng cần chú sức khỏe. Tháng cuối cùng của năm 2024, tháng 12 âm lịch sẽ là thời điểm mà tuổi Nhâm Tý nhận được những kết quả cuối cùng sau một năm nỗ lực công việc, tài chính, và các mối quan hệ đều có những thành tựu đáng kể, khiến bạn cảm thấy hài lòng và tự hào. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm mà bạn cần chăm sóc bản thân và gia đình nhiều hơn. Cuối năm thường là lúc công việc dồn dập, áp lực cao, và nếu không biết cách kiểm soát sức khỏe của bạn có thể bị ảnh hưởng. Bạn có thể cảm thấy mệt mỏi, căng thẳng, và nếu không chú ý nghỉ ngơi, các vấn đề sức khỏe nhỏ có thể trở thành nghiêm trọng hơn. Ngoài ra, sự bận rộn cũng có thể ảnh hưởng đến không khí gia đình, gây ra những căng thẳng không đáng có. Lời khuyên cho tháng 12,
duy trì sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống gia đình. Chăm sóc sức khỏe là yếu tố then chốt để bạn có thể duy trì hiệu suất làm việc và đạt được thành công bền vững. Tổng quan về vận mệnh trong 4 tháng cuối năm 2024 của tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972 cho thấy đây là giai đoạn đầy cơ hội nhưng cũng không thiếu thử thách. Bản mệnh cần biết cách tận dụng thời điểm thuận lợi, đồng thời cẩn trọng trong các quyết định đầu tư và quản lý tài chính. Đừng quên chăm sóc sức khỏe và dành thời gian cho gia đình, bởi đó chính là yếu tố quan trọng giúp bạn cân bằng và duy trì hạnh phúc trong cuộc sống. Kính thưa quý vị, chúng ta đã cùng nhau khám phá tổng quan về vận trình của người tuổi Nhâm Tý trong 4 tháng cuối năm 2024. Bây giờ, hãy đi sâu hơn vào từng phương diện cụ thể như sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe và tình duyên, gia đạo để bản mệnh có thể nắm bắt rõ hơn những gì cần chú ý trong thời gian tới. Về phương diện sự nghiệp, tháng 9 và 10 mang lại cơ hội lớn nhưng cần khéo léo quản lý. Trong giai đoạn từ tháng 9 đến tháng 10 âm lịch, người tuổi Nhâm Tý sẽ cảm nhận được luồng gió mới trong sự nghiệp. Đây là thời điểm mà những người làm kinh doanh, tài chính hoặc những lĩnh vực liên quan đến dịch vụ và quản lý sẽ có nhiều cơ hội để thăng tiến và mở rộng quy mô công việc. Với sự nỗ lực và khả năng ứng biến linh hoạt, bản mệnh sẽ nhận thấy rằng những dự án trước đây có thể bắt đầu sinh lời và nhiều cánh cửa mới đang mở ra. Tháng 9 sẽ là thời điểm thích hợp để bạn lên kế hoạch dài hạn cho sự nghiệp, dù bạn đang làm công việc ổn định hay muốn thay đổi lĩnh vực kinh doanh. Những người tuổi Nhâm Tý có tính cách linh hoạt, khôn khéo, do đó bản mệnh dễ dàng nhận ra những cơ hội tiềm năng xung quanh mình. Tuy nhiên, với vận khí của tháng này, bạn cần lập kế hoạch cụ thể, chi tiết và đừng quá vội vàng trong việc triển khai những dự án mới. Hãy nhớ rằng, thành công lâu dài không đến từ những quyết định đột ngột mà từ sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tỉ mỉ. Tháng 10 sẽ tiếp tục mang đến những điều kiện thuận lợi, đặc biệt là trong các lĩnh vực tài chính và đầu tư. Đây là thời điểm mà bản mệnh có thể nhận được những cơ hội thăng tiến hoặc các lời mời hợp tác kinh doanh hấp dẫn. Nhưng dù vận may đang đến, bạn vẫn nên cẩn trọng và tránh đầu tư vào những dự án có tính rủi ro cao. Hãy ưu tiên những phương án an toàn và đảm bảo tính ổn định trong công việc, đồng thời lắng nghe lời khuyên từ những người có kinh nghiệm để tránh những quyết định thiếu sáng suốt. Lời khuyên: hãy dành thời gian để lập kế hoạch chi tiết cho từng bước đi trong sự nghiệp, đặc biệt là khi bạn đang đứng trước các cơ hội lớn. Tránh những thay đổi đột ngột hoặc quyết định mạo hiểm và luôn nhớ rằng sự thành công đến từ sự cẩn thận và chuẩn bị chu đáo. Về phương diện tài lộc, tài chính khởi sắc nhưng cần tránh chi tiêu hoang phí. Về phương diện tài lộc, người tuổi Nhâm Tý sẽ thấy rõ sự phát triển mạnh mẽ trong tháng 10 và tháng 12 âm lịch. Đây là những tháng mà tài chính của bạn có sự gia tăng đáng kể, đặc biệt từ các khoản đầu tư hoặc kinh doanh mà bạn đã thực hiện trước đó. Nếu trong các tháng trước, bạn đã có những quyết định đầu tư khôn ngoan, thì giờ là lúc bạn bắt đầu nhận được kết quả từ những nỗ lực đó. Tuy nhiên, mặc dù tài lộc khởi sắc, bản mệnh cũng cần chú ý đến việc quản lý tài chính một cách chặt chẽ, đừng để sự dư dả tài chính dẫn đến việc tiêu xài hoang phí. Hãy giữ cho mình một thái độ thận trọng, tránh những khoản đầu tư không rõ ràng hoặc có rủi ro cao, đặc biệt là trong các tháng cuối năm khi áp lực chi tiêu gia tăng. Đừng quên giữ lại một phần tài sản dự phòng để đảm bảo an toàn cho tương lai, vì dù tài lộc đang phát triển, nhưng cuộc sống luôn có những biến động bất ngờ. Lời khuyên: hãy luôn quản lý ngân sách một cách thông minh và tránh tiêu xài quá mức. Nếu bạn có kế hoạch đầu tư thêm, hãy chọn những dự án có tính bền vững và rõ ràng về lợi nhuận. Đừng bao giờ để cảm giác an toàn tài chính hiện tại làm bạn mất đi sự cẩn trọng. Về phương diện sức khỏe, áp lực công việc có thể gây căng thẳng, cần chú ý cân bằng. Về mặt sức khỏe, 4 tháng cuối năm 2024 sẽ là thời điểm mà sức khỏe của bản mệnh tuổi Nhâm Tý khá ổn định. Tuy nhiên, áp lực công việc và cuộc sống có thể gây ra một số vấn đề về tinh thần và thể chất, đặc biệt là trong tháng 9 và tháng 11 âm lịch. Khi công việc đòi hỏi sự tập trung cao độ, bạn có thể cảm thấy căng thẳng và mệt mỏi. Tháng 9 với những cơ hội lớn về sự nghiệp sẽ mang đến cho bạn nhiều áp lực hơn. Bạn có thể bị cuốn vào công việc bỏ quên việc chăm sóc sức khỏe bản thân. Hãy nhớ rằng, dù công việc có quan trọng thế nào, sức khỏe vẫn là nền tảng cho mọi thành công. Đừng để áp lực công việc kéo bạn vào những đêm dài thức khuya hoặc làm việc quá sức. Tương tự, tháng 11 cũng là thời điểm mà sức khỏe cần được chú ý. Đây là lúc mà nhiều người cảm thấy áp lực từ việc hoàn thành mục tiêu cuối năm,
bản mệnh cần duy trì một lối sống lành mạnh, ăn uống đầy đủ dinh dưỡng và thường xuyên tập thể dục để giữ sức khỏe tốt. Đừng quên dành thời gian thư giãn và nghỉ ngơi để tái tạo năng lượng. Lời khuyên: để đảm bảo sức khỏe ổn định, hãy giữ thói quen sinh hoạt điều độ, ngủ đủ giấc, ăn uống cân bằng và dành thời gian tập luyện thể dục thường xuyên sẽ giúp bạn giảm bớt căng thẳng và duy trì sức khỏe tốt trong suốt 4 tháng cuối năm. Về phương diện tình duyên và gia đạo, củng cố tình cảm gia đình, tạo dựng sự hòa thuận. Về phương diện tình duyên và gia đạo, 4 tháng cuối năm 2024 sẽ mang đến nhiều điều tích cực cho người tuổi Nhâm Tý. Đặc biệt là trong tháng 11 âm lịch, gia đình sẽ trở thành điểm tựa vững chắc, giúp bạn cân bằng lại cuộc sống sau những áp lực từ công việc. Tháng 11 là thời điểm các mối quan hệ trong gia đình được củng cố, bản mệnh sẽ cảm nhận được sự hòa thuận và gắn kết giữa các thành viên. Đây là cơ hội tuyệt vời để bạn cùng người thân tổ chức những buổi gặp mặt gia đình, chia sẻ những khoảnh khắc ấm áp bên nhau. Sự ổn định trong gia đạo sẽ giúp bạn giảm bớt căng thẳng từ công việc, tạo nên không gian bình yên để bạn tái tạo năng lượng. Đối với những người tuổi Nhâm Tý chưa kết hôn, tháng này cũng là thời điểm thuận lợi để xây dựng và phát triển mối quan hệ tình cảm. Nếu bạn đang trong một mối quan hệ, hãy dành thời gian để củng cố tình cảm, tạo nên sự hiểu biết và đồng cảm sâu sắc hơn. Nếu bạn đang tìm kiếm tình yêu, hãy mở lòng và đón nhận những cơ hội mới, vì đây là lúc tình duyên có thể đến với bạn. Lời khuyên: hãy luôn nhớ rằng gia đình và các mối quan hệ cá nhân là nguồn động lực quan trọng giúp bạn vượt qua khó khăn trong cuộc sống. Đừng để công việc làm bạn sao nhãng việc chăm sóc và tạo dựng tình cảm với những người thân yêu. Tóm lại, trong 4 tháng cuối năm 2024, người tuổi Nhâm Tý sẽ có nhiều cơ hội để phát triển sự nghiệp, tài chính và củng cố gia đình. Tuy nhiên, điều quan trọng là bạn phải biết cách cân bằng giữa các yếu tố này, đảm bảo rằng sức khỏe, tình cảm và tài lộc đều được quản lý một cách khéo léo và hiệu quả. Cách hóa giải vận hạn và kích hoạt tài lộc. Trong 4 tháng cuối năm 2024, mặc dù vận trình của người tuổi Nhâm Tý nhìn chung khá thuận lợi, nhưng không thể tránh khỏi những thách thức tiềm ẩn, đặc biệt trong các tháng như tháng 9 và tháng 10 âm lịch. Chính vì vậy, việc sử dụng các biện pháp phong thủy để hóa giải vận hạn và kích hoạt tài lộc sẽ giúp bản mệnh cải thiện đáng kể vận trình, từ đó tối ưu hóa cơ hội và giảm thiểu những rủi ro không đáng có. Sử dụng vật phẩm phong thủy để kích hoạt tài lộc và bảo vệ vận mệnh. Phong thủy từ lâu đã được biết đến như một cách thức hữu hiệu để cải thiện năng lượng và vận mệnh đối với người tuổi Nhâm Tý, đặc biệt trong 4 tháng cuối năm. Các vật phẩm phong thủy có thể giúp kích hoạt tài lộc, đồng thời hóa giải những vận hạn tiềm ẩn. Dưới đây là một số vật phẩm mà bản mệnh nên cân nhắc sử dụng. 1. Thạch anh vàng được coi là biểu tượng của sự giàu có và thịnh vượng. Thạch anh vàng mang lại năng lượng tích cực giúp kích hoạt tài lộc, thu hút tiền bạc và cơ hội mới. Đặc biệt, đối với những người làm trong lĩnh vực kinh doanh hoặc đầu tư, thạch anh vàng sẽ mang lại sự may mắn, giúp bảo vệ vận mệnh và đảm bảo sự ổn định trong công việc. Bạn có thể đeo vòng tay hoặc đặt một viên đá thạch anh vàng trên bàn làm việc để thu hút năng lượng tài lộc. 2. Dòng đá mã não. Mã não từ lâu được biết đến như một loại đá giúp cân bằng năng lượng, bảo vệ khỏi các năng lượng xấu và giảm bớt căng thẳng trong cuộc sống. Đối với tuổi Nhâm Tý, dòng đá mã não sẽ giúp bạn giữ tinh thần bình tĩnh, vững vàng trước mọi thử thách. Mã não cũng giúp cải thiện sự tập trung, từ đó mang lại sự sáng suốt trong các quyết định quan trọng liên quan đến tài chính và sự nghiệp. 3. Tỳ hưu. Tỳ hưu là linh vật phong thủy mạnh mẽ trong việc chiêu tài, giữ của, đặc biệt nó còn giúp hóa giải những vận hạn tiềm ẩn, bảo vệ tài sản và mang lại sự giàu có lâu dài. Trong giai đoạn cuối năm 2024, bạn nên đặt một tượng tỳ hưu tại nhà hoặc văn phòng để kích hoạt tài lộc và bảo vệ tài sản khỏi những rủi ro bất ngờ. Đối với những người có kế hoạch đầu tư, tỳ hưu còn giúp bạn thận trọng hơn trong các quyết định liên quan đến tiền bạc, từ đó tránh được những sai lầm lớn. Lời khuyên: khi sử dụng các vật phẩm phong thủy, điều quan trọng nhất là bạn phải thực sự tin tưởng vào sức mạnh của chúng. Đồng thời, hãy thường xuyên thanh tẩy và làm sạch các vật phẩm này để giữ cho năng lượng luôn tươi mới và mạnh mẽ, thực hiện các nghi lễ tâm linh. Để hóa giải vận hạn, bên cạnh việc sử dụng vật phẩm phong thủy, các nghi thức tâm linh cũng đóng vai trò quan trọng trong việc hóa giải vận hạn và thu hút vận may. Dưới đây là một số nghi lễ mà người tuổi Nhâm Tý có thể thực hiện trong những tháng cuối năm để hóa giải khó khăn và kích hoạt tài lộc. 1. Thắp hương và cúng bái gia tiên.
Trong văn hóa tâm linh người Việt, việc thắp hương và cúng bái gia tiên là một nghi lễ vô cùng quan trọng. Điều này không chỉ giúp bạn bày tỏ lòng thành kính với tổ tiên, mà còn là cách để bạn xin sự bảo hộ che chở từ tổ tiên, giúp bạn vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Trong những tháng đầy thử thách như tháng 9 và tháng 10, bạn nên dành thời gian thắp hương cúng dường và cầu nguyện cho sự bình an may mắn trong gia đình. 2. Sông nhà bằng thảo dược. Sông nhà là một nghi lễ giúp làm sạch không gian sống, đẩy lùi những năng lượng tiêu cực và thu hút năng lượng tích cực vào nhà bạn. Có thể sử dụng các loại thảo dược như trầm hương, bồ kết hoặc lá bưởi để sông nhà, đặc biệt vào những thời điểm khó khăn hoặc khi cảm thấy năng lượng trong nhà bị trì trệ. Điều này không chỉ giúp không gian sống trở nên thoáng đãng hơn mà còn mang lại sự may mắn và thịnh vượng cho gia đình. 3. Làm lễ nhỏ để hóa giải khó khăn. Ngoài việc thắp hương và sông nhà, bạn có thể làm một lễ nhỏ vào những dịp đặc biệt để cầu mong sự thuận lợi trong công việc và cuộc sống. Lễ này không cần quá cầu kỳ. Bạn chỉ cần thể hiện sự thành tâm, dâng lên những lễ vật đơn giản như trái cây, bánh kẹo và thắp nến. Hãy nhớ rằng, khi bạn làm lễ với một tấm lòng chân thành, năng lượng tích cực sẽ đến với bạn. Lời khuyên, khi thực hiện các nghi lễ tâm linh, hãy luôn giữ tâm thế bình an, lòng thành kính và sự tôn trọng. Điều này sẽ giúp bạn cảm thấy nhẹ nhõm an yên hơn trong những lúc gặp khó khăn. Tích lũy phước đức qua việc làm thiện để hóa giải vận hạn. Một trong những cách hiệu quả nhất để hóa giải vận hạn và thu hút tài lộc chính là tích lũy phước đức thông qua những hành động thiện nguyện. Trong 4 tháng cuối năm 2024, bản mệnh tuổi Nhâm Tý có thể chủ động tham gia vào các hoạt động từ thiện, giúp đỡ những người khó khăn. Điều này không chỉ giúp bạn tạo ra năng lượng tích cực mà còn giúp cải thiện vận mệnh của bản thân và gia đình. 1. Tham gia từ thiện những hành động nhỏ như giúp đỡ người nghèo, hỗ trợ những người khó khăn hoặc tham gia vào các chương trình từ thiện cộng đồng sẽ giúp bạn tích lũy phước đức. Đây không chỉ là cách để hóa giải những vận hạn mà còn mang lại cho bạn cảm giác an yên hạnh phúc từ việc giúp đỡ người khác. 2. Giúp đỡ người thân trong gia đình. Không chỉ từ thiện ngoài xã hội, việc giúp đỡ chính những người thân trong gia đình cũng là một cách tích lũy phước đức. Đôi khi, những hành động nhỏ như chia sẻ, lắng nghe và hỗ trợ người thân cũng giúp tạo nên không khí hòa thuận, bình yên trong gia đạo. 3. Tích cực làm việc thiện trong mọi tình huống. Đôi khi không nhất thiết phải tham gia vào những hoạt động từ thiện lớn, chỉ cần bạn sống với tấm lòng thiện lành giúp đỡ mọi người xung quanh khi có thể. Điều này cũng đã giúp bạn hóa giải nhiều điều không may trong cuộc sống. Phước đức không đến từ việc bạn làm bao nhiêu điều lớn lao, mà từ lòng chân thành và sự cống hiến của bạn đối với cuộc đời. Lời khuyên, hãy luôn giữ cho mình tấm lòng thiện lành, biết quan tâm chia sẻ và giúp đỡ những người khó khăn hơn. Phước đức mà bạn tích lũy sẽ là nền tảng vững chắc giúp bạn vượt qua mọi thử thách và khó khăn trong cuộc sống. Kính thưa quý vị, việc sử dụng các vật phẩm phong thủy thực hiện nghi lễ tâm linh và tích lũy phước đức qua những hành động thiện lành, không chỉ giúp bạn hóa giải vận hạn mà còn mở ra những cơ hội mới trong 4 tháng cuối năm 2024. Quan trọng hơn cả là bản mệnh cần duy trì thái độ tích cực, tự tin vào bản thân và luôn sẵn sàng đón nhận những thay đổi, dù là thuận lợi hay thử thách, những điều cần tránh trong 4 tháng cuối năm 2024. Kính thưa quý vị, trong hành trình khám phá tử vi của người tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972, ngoài những cơ hội lớn về tài lộc và sự nghiệp, không thể không nhắc đến những thử thách và nguy cơ tiềm ẩn mà bản mệnh cần phải tránh trong 4 tháng cuối năm 2024 để có thể tận dụng tối đa cơ hội. Đồng thời, tránh được những khó khăn không đáng có, người tuổi Nhâm Tý cần đặc biệt chú ý đến các yếu tố quan trọng sau đây. 1. Tránh sai lầm trong đầu tư, cẩn trọng với các dự án rủi ro cao. Đầu tiên, một trong những điều quan trọng nhất mà tuổi Nhâm Tý cần chú ý trong 4 tháng cuối năm chính là việc đầu tư tài chính. Giai đoạn tháng 9 và tháng 10 âm lịch là thời điểm mang lại nhiều cơ hội về tài lộc, nhưng cũng tiềm ẩn không ít rủi ro. Đặc biệt những ai đang có dự định đầu tư vào các lĩnh vực mới hoặc mở rộng kinh doanh cần hết sức thận trọng với những dự án không rõ ràng hoặc có tính rủi ro cao. Trong giai đoạn này, có thể xuất hiện nhiều cơ hội đầu tư hấp dẫn, nhưng hãy cẩn trọng, đừng bị cuốn theo sự hào nhoáng của những dự án hứa hẹn lợi nhuận cao nhưng không đảm bảo tính an toàn. Tuổi Nhâm Tý nổi tiếng là người thông minh nhạy bén, nhưng đôi khi lại dễ bị cảm xúc chi phối, nhất là trong những quyết định tài chính. Nếu không kiểm soát tốt, những khoản đầu tư không an toàn có thể gây tổn thất lớn, ảnh hưởng đến tài chính lâu dài của bạn. Lời khuyên,
Ở đây là hãy luôn giữ sự tỉnh táo và sáng suốt trong mọi quyết định đầu tư. Trước khi tham gia vào bất kỳ dự án nào, hãy kiểm tra kỹ lưỡng đánh giá mọi khía cạnh và chỉ nên đầu tư vào những dự án mà bạn đã hiểu rõ và có sự đảm bảo nhất định về tính an toàn. Hãy tránh xa những dự án mang tính mạo hiểm cao, đặc biệt là trong tháng 9 và tháng 10. Thành công trong tài chính không đến từ những quyết định hấp tấp, mà từ sự cân nhắc kỹ lưỡng và sáng suốt. Hãy nhớ rằng, cẩn thận không bao giờ là thừa, đặc biệt khi bạn đang đứng trước những dự án đầu tư lớn. 2. Tránh xung đột gia đình, cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân. Tiếp theo, khi công việc và sự nghiệp bắt đầu phát triển mạnh trong 4 tháng cuối năm, không ít người tuổi Nhâm Tý sẽ rơi vào tình trạng căng thẳng vì phải đối mặt với nhiều áp lực công việc. Đặc biệt, tháng 12 âm lịch là thời điểm mà khối lượng công việc tăng cao do nhu cầu hoàn thành các mục tiêu năm cũ và chuẩn bị cho những kế hoạch của năm mới. Chính vì vậy, bản mệnh cần cẩn thận để không để căng thẳng công việc ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình. Thực tế, nhiều người trong thời gian này thường dễ dàng mang áp lực công việc về nhà, khiến không khí gia đình trở nên căng thẳng. Những xung đột nhỏ trong gia đình có thể xuất phát từ những chuyện không đáng có, nhưng nếu không biết cách giải quyết, những mâu thuẫn nhỏ này có thể bùng phát thành vấn đề lớn. Người tuổi Nhâm Tý với tính cách đôi khi hơi cứng rắn và quyết đoán, cần học cách kiềm chế cảm xúc, tránh mang áp lực công việc về nhà. Trong tháng 12, khi công việc đang ở giai đoạn cao trào, hãy dành thời gian để trò chuyện và chia sẻ với gia đình, cùng nhau chia sẻ những khó khăn. Lắng nghe và thấu hiểu lẫn nhau sẽ giúp bạn không chỉ giải tỏa áp lực, mà còn tạo dựng một không gian gia đình hòa thuận và ấm áp. Lời khuyên, hãy luôn nhớ rằng gia đình là điểm tựa vững chắc của bạn, đừng để công việc ảnh hưởng đến mối quan hệ gia đình. Cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân không chỉ giúp bạn duy trì sức khỏe tinh thần mà còn mang lại sự bình yên trong cuộc sống. Gia đình luôn là nơi bình yên nhất sau những sóng gió ngoài cuộc đời. Hãy luôn giữ cho không gian ấy trong lành, tránh để công việc tạo nên rạn nứt trong các mối quan hệ gia đình. 3. Tránh lối sống thiếu khoa học, duy trì sức khỏe và tinh thần tích cực. Một yếu tố quan trọng khác mà tuổi Nhâm Tý cần tránh trong 4 tháng cuối năm là lối sống thiếu khoa học. Điều này có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của bản mệnh trong giai đoạn cuối năm khi công việc và cuộc sống trở nên bận rộn. Nhiều người thường bỏ bê việc chăm sóc sức khỏe của mình, thức khuya, làm việc quá sức hay căng thẳng kéo dài là những nguyên nhân dẫn đến sự suy giảm về tinh thần và thể chất. Tháng 9 và tháng 11 âm lịch là những thời điểm mà công việc có thể đòi hỏi bạn phải làm việc với cường độ cao. Những áp lực từ công việc có thể khiến bạn căng thẳng hàng ngày dẫn đến mất ngủ và mệt mỏi nếu không được kiểm soát kịp thời. Tình trạng này sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất công việc và cả mối quan hệ gia đình. Để tránh những vấn đề về sức khỏe trong giai đoạn này, bản mệnh cần thiết lập một lối sống khoa học, giữ cho cơ thể và tinh thần luôn ở trạng thái cân bằng. Hãy dành thời gian để nghỉ ngơi hợp lý, tập thể dục đều đặn và ăn uống lành mạnh. Những thói quen tốt như vậy sẽ giúp bạn không chỉ tăng cường sức khỏe mà còn duy trì thần minh mẫn, từ đó dễ dàng đối mặt với mọi thử thách. Lời khuyên, tránh làm việc quá sức và luôn giữ cho mình một chế độ sinh hoạt khoa học. Thức khuya, căng thẳng kéo dài sẽ chỉ khiến bạn mất cân bằng, ảnh hưởng tiêu cực đến cả sức khỏe và công việc. Hãy tập trung vào việc chăm sóc sức khỏe để luôn sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách. Sức khỏe chính là tài sản quý giá nhất mà bạn có. Đừng đánh đổi nó vì bất kỳ lý do nào. Hãy chăm sóc cơ thể và tinh thần để duy trì trạng thái tốt nhất cho công việc và cuộc sống. Quý vị thân mến, trong 4 tháng cuối năm 2024, người tuổi Nhâm Tý sẽ có nhiều cơ hội để phát triển sự nghiệp và tài chính. Nhưng đi kèm với đó là những thách thức và rủi ro cần phải tránh. Để có một giai đoạn cuối năm suôn sẻ, thành công, bản mệnh cần đặc biệt cẩn thận trong việc đầu tư tài chính, duy trì sự cân bằng giữa công việc và gia đình, cũng như chăm sóc tốt cho sức khỏe của mình. Hãy luôn nhớ rằng kiểm soát vận mệnh của mình không chỉ đến từ việc nắm bắt cơ hội, mà còn đến từ việc tránh xa những rủi ro và thử thách không đáng có. Khi bạn biết cách cân bằng và quản lý cuộc sống, thành công sẽ đến với bạn một cách bền vững và lâu dài. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972, cuộc đời của bản mệnh có lẽ đã trải qua không ít những giai đoạn khó khăn, thăng trầm, với nhiều thử thách không ngờ. Nhưng nếu chúng ta dừng lại một chút để nhìn lại chặng đường đã qua, có thể dễ dàng thấy rằng chính từ những khó khăn đó mà bản mệnh đã trở nên mạnh mẽ, kiên cường và trưởng thành hơn. Những khó khăn trong quá khứ, hành trình của lòng kiên nhẫn và nghị lực,
Người tuổi Nhâm Tý thường được biết đến với tính cách thông minh, nhanh nhạy và có khả năng ứng biến linh hoạt trong nhiều tình huống. Tuy nhiên, những thử thách trong cuộc sống không bao giờ là dễ dàng và có lẽ bản mệnh đã phải trải qua nhiều biến động trong công việc, tài chính và đôi khi cả trong gia đình, những giai đoạn mà dường như mọi cánh cửa đều đóng lại, những lúc tưởng chừng như không còn hy vọng. Nhưng rồi bằng sự kiên nhẫn và quyết tâm, tuổi Nhâm Tý đã từng bước vượt qua và xây dựng được cuộc sống của riêng mình. Cuộc sống không bao giờ là một đường thẳng, và những thách thức mà bản mệnh gặp phải chính là bài học quý giá giúp bạn rèn luyện tính kiên trì, sự quyết tâm và lòng nhẫn nại. Những thất bại trong quá khứ không làm bạn chùn bước, mà ngược lại chúng giúp bạn học hỏi từ những sai lầm, biết đứng lên và tiếp tục đi tới. Chính nhờ sự kiên cường đó, bạn mới có thể xây dựng được nền tảng vững chắc cho sự nghiệp và gia đình của mình. Nhìn về phía trước, những bài học quý giá mà cuộc đời mang lại sẽ là hành trang giúp bạn tiếp tục đối mặt với mọi thử thách trong tương lai. Những ai biết vượt qua gian khó thường là những người hiểu rõ giá trị của sự thành công và hạnh phúc và bản mệnh. Với tinh thần không bao giờ gục ngã, chắc chắn sẽ gặt hái được nhiều thành tựu hơn nữa trong những tháng cuối năm và cả những năm tiếp theo. Lời khuyên, cuộc sống giống như một dòng sông, đôi khi êm ả, đôi khi đầy sóng gió, nhưng người biết bơi không phải là người ngại nước mà là người sẵn sàng vượt qua mọi con sóng lớn để tiến tới bờ bên kia. Và tuổi Nhâm Tý chính bạn là người chèo lái con thuyền cuộc đời mình, vượt qua mọi thử thách để đi đến thành công, sự kiên nhẫn và quyết tâm chìa khóa vượt qua khó khăn. Một trong những bài học lớn nhất mà bản mệnh tuổi Nhâm Tý nên ghi nhớ đó là lòng kiên nhẫn và sự quyết tâm. Trong cuộc sống không phải lúc nào mọi thứ cũng diễn ra theo kế hoạch, và có những lúc tưởng chừng như mọi thứ đều chống lại bạn, nhưng nếu bạn giữ vững lòng tin, không nản chí và tiếp tục cố gắng, thì mọi khó khăn sẽ dần qua đi, để lại cho bạn những bài học vô cùng quý giá. Trong 4 tháng cuối năm 2024, bản mệnh có thể sẽ đối mặt với một số thử thách về công việc và tài chính, nhưng hãy luôn nhớ rằng, chỉ cần bạn không bỏ cuộc, mọi thứ đều có thể được giải quyết. Đôi khi những thách thức không phải là điều xấu, mà chúng đến để giúp bạn trưởng thành hơn, trở nên khôn ngoan và mạnh mẽ hơn. Chỉ cần bạn giữ vững lòng quyết tâm, bạn sẽ không chỉ vượt qua mọi khó khăn, mà còn phát triển mạnh mẽ hơn sau mỗi thử thách. Hãy luôn tự nhủ rằng không có gì là không thể. Khi bạn kiên trì với mục tiêu của mình, khi bạn quyết tâm không để thất bại làm mình gục ngã, bạn sẽ thấy rằng mọi thứ đều có thể thay đổi theo hướng tốt hơn, và đó chính là chìa khóa giúp bạn tiến về phía trước, đạt được những thành công mà bạn luôn mong muốn. Lời khuyên, đừng bao giờ để những khó khăn tạm thời làm bạn nản lòng, hãy tiếp tục cố gắng, tiếp tục phấn đấu, bởi phía trước luôn có những điều tốt đẹp chờ đón bạn. Hãy nhớ rằng, kiên nhẫn và quyết tâm chính là chìa khóa mở ra cánh cửa thành công. Thành công không đến từ sự dễ dàng, mà từ những lần vấp ngã và đứng lên mạnh mẽ hơn. Và tuổi Nhâm Tý, bạn đã trải qua nhiều khó khăn, nhưng đó chỉ là những thử thách trên con đường thành công mà bạn đang đi tới. Học cách cân bằng giữa công việc, gia đình và các mối quan hệ xã hội. Một trong những bài học quan trọng nhất mà người tuổi Nhâm Tý cần nắm vững trong giai đoạn này là học cách cân bằng giữa công việc, gia đình và các mối quan hệ xã hội trong cuộc sống hiện đại. Khi công việc ngày càng trở nên áp lực, chúng ta dễ dàng bị cuốn vào dòng xoáy của công việc mà quên mất những giá trị quan trọng khác như gia đình và bản thân. Đặc biệt là trong những tháng cuối năm, khi áp lực công việc và tài chính có thể tăng cao, bản mệnh cần đặc biệt chú ý đến việc duy trì sự cân bằng, đừng để công việc cuốn bạn đi mà quên mất gia đình là nguồn động lực lớn nhất. Một buổi tối ấm cúng bên gia đình, một cuộc gặp mặt với bạn bè thân thiết có thể giúp bạn giảm bớt căng thẳng và tái tạo năng lượng. Bên cạnh đó, bản mệnh cũng cần dành thời gian cho bản thân, hãy chăm sóc sức khỏe của mình, cả về thể chất lẫn tinh thần, để luôn có đủ năng lượng đối mặt với mọi khó khăn. Cuộc sống không chỉ là công việc, mà còn là sự cân bằng giữa các yếu tố quan trọng như gia đình, bạn bè và sức khỏe cá nhân. Lời khuyên, hãy dành thời gian cho gia đình và bản thân, học cách cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân. Điều này không chỉ giúp bạn cảm thấy hạnh phúc hơn, mà còn giúp bạn duy trì tinh thần tích cực, từ đó đạt được nhiều thành công hơn trong công việc. Cuộc sống giống như một chiếc cân, và để giữ cho mọi thứ ổn định, bạn cần phải biết cách phân bổ thời gian và năng lượng của mình hợp lý. Hãy luôn nhớ rằng, thành công thực sự không chỉ đến từ công việc, mà còn từ sự hòa hợp trong cuộc sống cá nhân, sống lạc quan và tận dụng những cơ hội trong cuộc sống. Lời khuyên cuối cùng cho tuổi Nhâm Tý trong 4 tháng cuối năm 2024 là hãy luôn giữ cho mình một tinh thần lạc quan và tích cực.
Cuộc sống không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng nếu bạn biết cách tìm niềm vui từ những điều giản dị, bạn sẽ thấy mọi khó khăn trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Sự lạc quan không chỉ giúp bạn cảm thấy hạnh phúc hơn, mà còn giúp thu hút thêm nhiều cơ hội tốt trong cuộc sống. Những tháng cuối năm này, khi cơ hội về tài lộc và sự nghiệp đang rộng mở, hãy tận dụng tối đa những gì mà cuộc sống mang lại. Đừng ngại thử thách bản thân, đừng sợ những thay đổi mới. Hãy luôn giữ cho mình tinh thần tích cực và biết đón nhận những điều tốt đẹp. Dù cuộc sống có khó khăn thế nào, nếu bạn luôn giữ thái độ lạc quan, bạn sẽ tìm ra cách vượt qua mọi khó khăn và đạt được thành công mà mình mong muốn. Lời khuyên, hãy luôn duy trì tinh thần lạc quan, biết tận dụng mọi cơ hội trong cuộc sống và đừng bao giờ từ bỏ hy vọng. Tinh thần tích cực sẽ giúp bạn mở ra nhiều cánh cửa mới, từ đó đạt được thành công cả trong công việc lẫn cuộc sống cá nhân. Tinh thần lạc quan chính là vũ khí mạnh mẽ nhất giúp bạn vượt qua mọi khó khăn. Khi bạn tin vào những điều tốt đẹp, cuộc sống sẽ luôn mở ra những cơ hội tuyệt vời chờ đón bạn. Cuộc sống của người tuổi Nhâm Tý đã trải qua nhiều giai đoạn khó khăn, nhưng đó chỉ là thử thách để giúp bạn trưởng thành và mạnh mẽ hơn. Trong 4 tháng cuối năm 2024, dù có những thử thách đang chờ đón, nhưng hãy luôn nhớ rằng, với lòng kiên nhẫn, quyết tâm và tinh thần lạc quan, bạn sẽ vượt qua mọi khó khăn để đạt được thành công và hạnh phúc. Hãy luôn sống với niềm tin và hy vọng, bởi tương lai tươi sáng đang chờ đón bạn. Kính thưa quý vị khán giả, chúng ta vừa cùng nhau đi qua toàn bộ vận trình của người tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972 trong 4 tháng cuối năm 2024, từ những cơ hội về sự nghiệp và tài lộc, đến việc chăm sóc sức khỏe và giữ gìn hạnh phúc gia đình. Đây là một giai đoạn quan trọng để bạn không chỉ gặt hái thành công mà còn tạo dựng nền tảng vững chắc cho tương lai. Trong 4 tháng cuối năm, bản mệnh có cơ hội phát triển mạnh mẽ trong công việc và tài chính. Đây là thời điểm để bạn tận dụng sự thuận lợi của vận may để thăng tiến, mở rộng quy mô kinh doanh và gia tăng tài lộc. Tuy nhiên, đừng quên rằng để thành công bền vững, bạn cần phải chăm sóc sức khỏe, duy trì lối sống cân bằng và quan tâm đến gia đình. Nguồn động viên tinh thần quan trọng nhất, hãy tận dụng những tháng cuối năm để xây dựng sự nghiệp và tài chính vững chắc. Nhưng đồng thời cũng cần lưu tâm đến các yếu tố khác trong cuộc sống, bởi một cuộc sống trọn vẹn là sự hài hòa giữa công việc, gia đình và sức khỏe. Nếu quý vị thấy video này hữu ích, xin hãy chia sẻ để nhiều người khác cũng có thể nhận được những thông tin giá trị. Đừng quên nhấn nút đăng ký kênh Minh Đường Tử Vi và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những bản tin tử vi hữu ích trong thời gian tới. Hãy để lại bình luận dưới video để chia sẻ cảm nhận và góp ý của quý vị. Chúng tôi rất mong được lắng nghe từ quý vị. Chúc quý vị luôn thành công, may mắn và hạnh phúc trong những tháng cuối năm này. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.